Các chàng trai đi về xách theo bịch ni lông, tưởng là gấu bông. Đến lúc mở ra, ai nấy tan chảy. Đang ngồi chơi trước cửa nhà, chợt chị vợ nhìn thấy anh chồng chạy xe về, trên tay cầm theo một bịch ni lông lớn, bên trong có cả một con gấu bông bự. Cứ nghĩ anh chồng tâm lý mua gấu bông về tặng vợ, trong lòng chị vợ cứ khấp khởi rộn ràng. Cho tới khi anh chồng xách chiếc túi ni lông nặng trĩu vào nhà, mở ra đầy bất ngờ khi bên trong không phải là gấu bông mà là cục vàng của mẹ. Không những thế, khi em bé vừa gặp mẹ đã ngay lập tức nhoẻn miệng cười, khiến cho bao trái tim phải tan chảy. Do trời lạnh nên bố cho em vào túi ni lông để tránh gió. Bé cũng hợp tác ngồi yên, không nhúc nhích. Nhìn từ xa không khác gì một con gấu bông đang ngồi. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng không khỏi ngỡ ngàng, vì ban đầu cũng nghĩ là gấu bông. Cho tới khi em bé lộ diện mà nở nụ cười thiên thần, làm cho bao người phải siêu lòng trước sự đáng yêu của bé. Một vài bình luận được cộng đồng mạng để lại: cục vàng nhưng không phải làm từ vàng của chị đây, phí ship là 30.000. Dễ thương quá nhưng mà cẩn thận đứt dây quai túi nhà đồng chí bố. Lúc đầu mới nhìn mình cũng nghĩ là mua gấu bông tặng vợ, cho tới khi con gấu nhỏ nở nụ cười làm say đắm lòng người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.